Chibu chạy xe gần 50 km để học diễn xuất bên Mỹ, tinh thần học hỏi đáng để ngưỡng mộ. Hát bị chê thì ta đi đóng phim. Sáng ngày 8 tháng 11, Chibu tiếp tục mang đến cho người hâm mộ một bất ngờ mới. Theo đó, cô đăng tải hình ảnh cho biết mình đang tham gia một lớp học diễn xuất bởi cô giáo nổi tiếng ở Mỹ. Người đẹp hào hứng được tham gia lớp học diễn xuất của cô Joy. Đây là một cơ hội tuyệt vời khi được trở thành học trò của cô. Sau thời gian lấn sân sang lĩnh vực ca hát không mấy suôn sẻ, còn liên tiếp nhận về nhiều ý kiến trái chiều, thì có vẻ như Chibu đang muốn thay đổi, đầu tư mạnh vào mảng phim ảnh. Tinh thần ham học hỏi không ngừng trau dồi các kỹ năng của người đẹp được fan đánh giá rất cao. Đầu tháng 10 năm 2021, Chibu khiến cả người hâm mộ nói riêng và cư dân mạng nói chung một phen sững sờ khi thông báo gác lại sự nghiệp nghệ thuật tại Việt Nam để sang Mỹ du học. Kể từ đây, nhiều giả thuyết được đặt ra xoay quanh quyết định của người đẹp sinh năm 1993. Có người đồn cô sang Mỹ để sinh con, người lại cho rằng cô ra nước ngoài để bồi dưỡng kỹ năng âm nhạc. Đứng trước những lời đồn đại, chính chủ đã lên tiếng tiết lộ, đang theo học ngành Digital Marketing tại một trường dành cho các doanh nhân. Dù đi học thêm về kinh tế, nhưng Chibu vẫn không từ bỏ đam mê nghệ thuật. Cô nàng thậm chí còn xuất hiện trình in ngay trung tâm tấm poster của một chương trình âm nhạc hải ngoại, lấn át cả hình ảnh của những tiền bối dày dặn kinh nghiệm như Vân Sơn, Bằng Kiều. Nói thêm về sự quyết định đột ngột này, Chibu cho biết thật sự đây là khoảng thời gian quý báu, chỉ muốn làm mới bản thân và học hỏi thêm nhiều thứ mới ở vùng đất mới. Mong mọi điều sẽ diễn ra tốt đẹp. Nữ ca sĩ cũng khẳng định sẽ sớm trở lại Vbiz trong thời gian tới. Hiện tại cuộc sống ở Mỹ của Chibu đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Bên cạnh việc học, người đẹp còn sắp xếp đi diễn, gặp mặt bạn bè và tham gia sự kiện. Cô thu hút sự chú ý khi khoe ảnh chụp ở lễ hội âm nhạc Head in the Lounge. Tại đây, người đẹp có cơ hội được chung khung hình với chị đại CL, Junie Wan và diễn viên Nano, Kitty Chicha. Chibu từng tốt nghiệp trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tham gia học khóa học dự bị tiếng Anh tại Đại học Remit, tuy nhiên đã bảo lưu kết quả học tập vì chọn theo đuổi con đường nghệ thuật. Về khả năng ngoại ngữ, Chibu thừa nhận bản thân thành thạo được 3 thứ tiếng là Việt, Hàn, Anh. Chia sẻ về việc học, người đẹp tâm sự, theo mình học là việc lâu dài cả cuộc đời. Trong khi đó, cơ hội và thời điểm phát triển ở lĩnh vực nghệ thuật không phải lúc nào cũng có. Giọng ca từ hôm nay từng chia sẻ, cô du học là một ước muốn từ lâu của cô. Đến đầu năm 2017, Chibu trở thành đại sứ xúc tiến du học Việt Nam Anh Quốc và còn được trao tặng một suất học bổng toàn phần du học tại Vương quốc Anh. Nhưng tại thời điểm đó, nữ ca sĩ chưa có quyết định chắc chắn về thời điểm sẽ đi du học. Thông qua những thông tin, hình ảnh được Chibu chia sẻ, có thể thấy cuộc sống nơi xứ sở cờ hoa của người đẹp đang rất tốt. Cô nàng hoàn toàn tận hưởng khoảng thời gian ở đây và chuyên tâm học tập. Qua đó, người hâm mộ giọng ca Anh ơi ở lại đều mừng cho thần tượng và chờ đợi màn comeback showbiz Việt thật ấn tượng của Chibu. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.